Xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình nha. Thì hôm nay thì mình cũng quay video này để tâm sự với các bạn về cuộc sống của mình hiện tại. Thì cũng như mọi người biết ấy, thì cũng qua rất nhiều video rồi thì mọi người cũng biết hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào nha. Bây giờ cuộc sống của mình thì cũng đang rơi vào bế tắc, không công ăn việc làm, cũng không có việc gì ổn định cả. Thì bây giờ cũng chỉ sống qua ngày thôi. Bây giờ bệnh tật của mình thì quanh năm suốt ngày ốm đau nên là cũng không làm gì được. Cuộc sống tung thiêu quá mọi người ạ. Bây giờ thì mình cũng không biết phải làm gì luôn. Bây giờ thì cũng chỉ mong cầu trời phù hộ thôi, cho khỏi được bệnh tật để đi làm kiếm tiền. Đây mọi người thấy mình gì suốt ngày ở trên giường thôi chứ không đi làm gì được. Trong người lúc nào nó cũng mệt mỏi luôn mọi người ạ. Mình cũng đi khám rất nhiều nơi và cũng phải bán đi rất nhiều thứ để đi khám rồi. Nhưng mà bây giờ thì không biết phải làm thế nào cả. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Thì bây giờ thì bố mẹ cũng già yếu, cũng chả giúp gì được cho mình ạ. Nên là bây giờ chỉ còn mình tự thò lấy bản thân thôi mọi người. Nhiều khi cũng nghĩ thấy buồn chán lắm, nghĩ đến tiêu cực lắm. Mà vì còn có con nhỏ nữa nên là mình cũng phải cố gắng thôi mọi người. Cũng chẳng biết làm thế nào cả. Thì bây giờ thì còn một mình với hai con nhỏ nữa. Bây giờ cũng phải cố gắng để chăm sóc thôi, cũng nhờ sự giúp đỡ của mọi người thôi. Nên là bây giờ mình vẫn phải quyết tâm để sống và nuôi hai con nhỏ. Mình nhiều khi cũng cảm thấy mệt mỏi và chán nản lắm rồi mọi người ạ. Cũng không biết phải làm sao nữa, mà cũng không biết phải đi lên từ đâu nữa. Bây giờ cứ 2-3 tháng thì mình lại phải đi chữa bệnh lại một lần mọi người ạ. Sinh ra ở vùng nông thôn nghèo khó nên là bây giờ mình phải chấp nhận thôi mọi người. Khi mình nói ra những lời này thì mình cũng thấy rất là buồn, cũng không biết phải làm sao nữa. Thì tâm sự với mọi người là như vậy. Nhiều khi nghĩ thấy chán nản lắm, muốn bỏ cuộc lắm. Nhưng mà vì hai đứa còn nhỏ nên là mình vẫn phải cố gắng thôi mọi người. Bây giờ thì hai đứa con của mình là một đứa học lớp 4 và một đứa bây giờ đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi mọi người ạ. Thì bây giờ thì hai đứa đi học thì cũng nhờ trợ giúp của mọi người thôi, mỗi người giúp một ít. Nên là cũng đỡ được phần nào thôi. Nói thật ra thì mình không muốn tình cảnh như thế này đâu. Ngày trước mình làm nghề tài xế lái xe nhưng mà vì bệnh tật quá nên là mình không tiếp tục được theo nghề nên là mình nghỉ mọi người ạ. Nên là bây giờ về nhà với cuộc sống hiện tại thì mình chả làm gì được cả. Chỉ suốt ngày ăn với nằm thôi. Có khi là mọi người nghĩ là nhìn mình thế này trông rất khỏe mạnh thôi nhưng mà thực ra không phải đâu mọi người. Bệnh tật cả đấy. Thì mình cũng muốn cố gắng lắm nhưng mà bây giờ cứ làm một tí là mệt mọi người ạ. Nên là mình không thể làm được gì luôn. Cứ làm tầm một lúc là lại ngồi thở ấy. Mình cũng đã từng đi phải cố gắng để tìm kiếm một công việc ấy nhưng mà người ta nó không nhận, người ta thấy mình ốm yếu quá nên là người ta không nhận mọi người ạ. Thế nên là mình đành bỏ cuộc thôi. Không chẳng biết làm thế nào luôn. Bây giờ mình chỉ mong sao cho các con mình nó có một cuộc sống ổn định và tương lai sáng hơn thôi, chứ không giống như bố nó nữa. Mình không biết rằng những lời mình nói ra này thì mọi người có tin hay không, nhưng đấy là những
Những lời nói thật lòng từ mình mọi người ạ. Mình thì cũng không biết nói chuyện nhiều ấy, cũng không biết cách nói chuyện hay cho lắm. Mình thì nghĩ sao nói vậy thôi. Thế nên là mọi người có gì thì hãy bỏ qua cho mình. Vì bây giờ ấy, mình cũng không biết phải làm gì luôn. Thôi bây giờ tùy duyên là mọi người. Rồi mọi chuyện gì đến rồi sẽ nó sẽ đến. Còn bây giờ thì mình cũng xin chào và hẹn gặp lại mọi người thôi. Thì bây giờ là cũng 10:30 rồi, thôi mình phải cố gắng đi nấu cơm cho con nó ăn, tại vì cái thằng cấp 1 của mình lớp 4 ấy bây giờ là cũng sắp đến 10:30 rồi nên là cũng sắp về rồi. Nên là mình phải đi nấu cơm với cũng có chút là gọi là quà bí thôi. Chứ không có rau gì cả. Để nấu cho con ăn xong này chiều con nó nghỉ ngơi xong là còn là chiều đi học. Còn bây giờ ấy thì mình cũng xin chào mọi người và tất cả mọi người ở những video tiếp theo nha. Và mình cũng mong tất cả ủng hộ mình và cái cho mình một like để mình vượt qua số phận nha mọi người nha.